Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối chủ nhật ngày 1 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường kiểm tra việc thực hiện công trình dự án trên địa bàn huyện Bát Sát. 32 năm sau ngày tái lập, từ một trong những tỉnh nghèo nhất của cả nước, Lào Cai giờ đã trở thành tỉnh đứng trong top đầu khu vực Trung Du và miền núi Bắc Bộ ở nhiều tiêu chí. Thành công ấy là kết quả tổng hòa của nhiều nhân tố, trong đó có việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cả cấp. Liên hoan khiêu vũ thể thao năm 2023, hoạt động khép lại chuỗi sự kiện đặc sắc chào mừng 120 năm du lịch Sapa. Thành phố Hồ Chí Minh giám sát người nhập cảnh, phòng bệnh do virus Nipah. Tin quốc tế, chính phủ Mỹ tránh được nguy cơ đóng cửa. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Bát Sát cần xây dựng nghị quyết bám sát vào hai hành lang phát triển kinh tế của huyện để triển khai thực hiện, đồng thời tranh thủ thời cơ kêu gọi đầu tư để nâng cao nguồn thu ngân sách. Đó là chỉ đạo của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại buổi làm việc kiểm tra việc thực hiện các công trình dự án trên địa bàn huyện vào chiều qua 30 tháng 9 năm 2023. Tham dự có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Trong 9 tháng năm 2023, huyện Bát Sát có 44 dự án cần giải phóng mặt bằng do Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện và Ban Quản lý Dự án huyện triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, một số công trình dự án phải thực hiện điều chỉnh tuyến và bị trồng lên ranh giới của các công trình đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một số vị trí bị trồng chéo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp đất năm 2007 phải xử lý. Huyện Bát Sát đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm cho phép cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất của huyện đối với các vị trí bãi đổ thải, mỏ, đất đắp để huyện thực hiện các bước tiếp theo. Sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện quy hoạch sử dụng đất đối với các công trình còn lại như trụ sở, trường học, điểm sắp xếp dân cư nông thôn. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh đã làm rõ những vấn đề kiến nghị của huyện, hướng dẫn một số điểm mới trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng để các cơ quan của huyện cập nhật thực hiện có hiệu quả. Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường cho rằng Bát Sát cần xây dựng nghị quyết bám sát vào hai hành lang kinh tế của huyện là hành lang phía đông chạy dọc sông Hồng và phía Tây, đồng thời tranh thủ thời cơ kêu gọi đầu tư để nâng cao nguồn thu ngân sách, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, nhất là công trình giải phóng mặt bằng thi công mở rộng tuyến đường Kim Thành Ngòi Phát. Ưu tiên các tuyến đường kết nối trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy mạnh phát triển kinh tế. Việc giải ngân các nguồn vốn theo chương trình mục tiêu quốc gia phải thận trọng và đảm bảo đúng quy trình, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan của tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác triển khai thực hiện. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao cho các sở ngành đẩy nhanh tiến độ khảo sát, quy hoạch, thiết kế các dự án của Bát Sát để trình các cấp xem xét giải quyết. Nhân kỷ niệm 22 năm ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy, mùng 4 tháng 10 năm 2001, mùng 4 tháng 10 2023 và 62 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, mùng 4 tháng 10 1962, mùng 4 tháng 10 2023. Sáng ngày 1 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ dành cho Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội thao. Các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể. Phát biểu khai mạc hội thao, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Quốc Khánh đánh giá cao lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và công an tỉnh đã tổ chức sự kiện này. Đây là dịp để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, gia đình về tầm quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát huy phương châm 4 tại chỗ và tính chủ động, sẵn sàng xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống cháy nổ xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và vận động viên tham gia hội thao đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Tham gia hội thao, 20 đội đến từ 9 huyện, thị xã, thành phố thực hiện hai phần thi lý thuyết và thực hành. Phần thi lý thuyết về các nội dung liên quan đến phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo hình thức trắc nghiệm. Phần thi thực hành, đội hình 100m chữa cháy phối hợp cứu người, di chuyển tài sản trong đám cháy. Kết quả đội thi tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy Hoàng Liên, phường Kim Tân giành giải nhất.
Đồng giải nhì là tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy thôn Phú Hải 2, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng và tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tổ dân phố số 2, phường Phan Xipang, thị xã Sapa. Ban tổ chức cũng trao 3 giải ba và giải khuyến khích cho các đội có phần thi xuất sắc. Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm tái lập tỉnh, giữa bộn bề khó khăn thách thức, thì một trong những nút thắt rào cản lớn nhất, khó giải quyết nhất lúc bấy giờ chính là công tác cán bộ. Đội ngũ cán bộ vừa thiếu vừa yếu, cùng với đó là trình độ dân trí thấp khiến cho việc tạo nguồn cán bộ của tỉnh rất khó khăn. Vậy nhưng với nhiều cách làm phù hợp và sáng tạo trong công tác tổ chức cán bộ, đến nay toàn bộ cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh đã cơ bản đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. Ngay sau ngày tái lập, dù phải tập trung lo phát triển sản xuất để người dân không bị đói, lo xây dựng kết cấu hạ tầng để thông suốt trở lại những huyết mạch bị tàn phá và xuống cấp nặng nề, nhưng cấp ủy chính quyền tỉnh vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho phát triển hệ thống giáo dục và xây dựng đội ngũ cán bộ cao cấp, thực sự xem đây là cái gốc của mọi việc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai khóa 1, sau khi tái lập thì đã quyết định thành lập trường chính trị tỉnh. Trong đó thì có khoa lý luận về mặt chính trị, có khoa về mặt quản lý nhà nước và có khoa về vận động quần chúng. Như vậy có nghĩa là chúng tôi đào tạo cái đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở là đầy đủ. Việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ không chỉ trong các nhà trường, không chỉ ở kiến thức chuyên môn lý luận mà quan trọng hơn là cán bộ phải được tôi rèn kinh qua thực tiễn. Suốt nhiều năm liền, Lào Cai là một trong những địa phương tiên phong trong thực hiện công tác điều động, luân chuyển, tăng cường cán bộ về cơ sở. Từ đó giúp nhiều cán bộ trưởng thành, vững vàng trong công tác, có đủ năng lực đảm đương những vị trí chủ chốt trong cấp ủy chính quyền các cấp và các cơ quan chuyên môn. Chúng tôi phải tăng cường bám nắm địa bàn và hiểu được những cái khó khăn tại cơ sở. Xuất phát từ những cái khó khăn đó thì về mới có những cái việc tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã và Đảng bộ có những cái định hướng phát triển chúng đúng và phù hợp hơn đối với cơ sở. Đầu nhiệm kỳ 2020-2025, trong tổng số 408 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, hiện 16 người có trình độ tiến sĩ, 154 người có trình độ thạc sĩ, 100% có trình độ cao cấp hoặc cử nhân chính trị. Với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý, trình độ cũng được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt là 2.713 cấp ủy viên ở cơ sở đều đạt chuẩn theo quy định. Đó là những con số, những thông tin thực sự đáng mừng về chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị địa phương sau 32 năm tái lập tỉnh. Tính đến nay thì 100% cán bộ chủ chốt ở cơ sở đều đạt chuẩn theo quy định. Thế còn đối với đội ngũ cán bộ cấp huyện, cấp tỉnh thì cũng có nhiều cái nâng lên. Chúng ta cũng có khoảng trên 1.300 thạc sĩ và khoảng trên 30 tiến sĩ. Như vậy thì đây cũng là một những cái nguồn cán bộ có chất lượng trong cái hệ thống chính trị. Từ một trong những tỉnh nghèo nhất của cả nước, tới nay Lào Cai giờ đã trở thành tỉnh đứng trong top đầu khu vực Trung Du và miền núi Bắc Bộ ở nhiều tiêu chí, trong đó có những tiêu chí rất quan trọng như thu nhập bình quân đầu người, tốc độ giảm nghèo, tỷ lệ che phủ rừng. Thành công ấy là kết quả tổng hòa của nhiều nhân tố, trong đó có việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, cái gốc của mọi công việc. Thưa quý vị và các bạn, cùng với những nỗ lực chăm lo xây dựng cho đội ngũ cán bộ, với tinh thần đoàn kết sáng tạo trong khơi dậy tiềm năng lợi thế, Lào Cai đã có sự thay đổi nhanh chóng sau 32 năm tái lập. Lào Cai hôm nay, với vị thế mới, sức sống mới, vẫn đang tiếp tục vươn mình mạnh mẽ để trở thành tỉnh phát triển của đất nước. Đường Hoàng Liên, con đường đầu tiên của thị xã Lào Cai ngày đầu tái lập. Trên con đường này, năm 1994, nhạc sĩ Minh Sơn sáng tác bài hát Lào Cai, thành phố trẻ ta yêu. Khi ấy, cả thị xã tỉnh lỵ Lào Cai vẫn còn nhỏ bé, ngổn ngang những con đường, những công trình xây dựng. Nếu như ai ở Lào Cai này trước những năm 79 và sau đấy cho đến bây giờ thì người ta thấy một cái thành tựu lớn lắm. Họ trở về, họ ngạc nhiên lắm. Ngay cả tôi bây giờ có muốn đi đâu đấy vào các cái phố phường, cái đường phố ấy, là cũng phải hỏi. Nhưng mà bây giờ bao nhiêu hàng mấy chục cái đường phố. Cái cảnh đẹp và cái địa lý của thành phố Lào Cai là rất là đẹp, chuẩn mực. Rất tự hào về cái sự phát triển của tỉnh mình nói chung. Còn đây, cây cầu Cốc Lếu được ví như chứng nhân lịch sử, đồng hành với sự phát triển của miền biên viễn Lào Cai.
với những người từng gắn bó với vùng đất này từ những ngày đầu tái lập. Cầu Cốc Lếu chính là một phần không thể thiếu trong ký ức, là sự kết nối đôi bờ, trở thành biểu tượng lịch sử của thành phố Biên Cương. Tại cái nơi tôi đang đứng ở đây thì lúc đó chỉ có một cái phà nho nhỏ, có những cái thuyền nho nhỏ để mà chở người qua lại. Lúc đó thì chưa có cái cây cầu này. Sau 32 năm tái lập tỉnh thì có thể là có cái sự thay đổi rất là lớn. Nơi đây đã có những cái ngôi nhà cao tầng trang hoàng rất là lộng lẫy, rất là đẹp đẽ như tất cả chúng ta đều nhìn thấy. Qua tháng, qua năm, thời gian như dòng chảy mài miết dưới những cây cầu liên tiếp vươn mình nối những bờ vui, nối cả quyết tâm không ngừng nghỉ của bao thế hệ. Lào Cai hôm nay đang rộng đường phát triển, dần khẳng định vị thế của trung tâm kết nối giao thương và hội nhập kinh tế của đất nước. Những người Lào Cai đã từng chứng kiến cái cảnh mà thị xã Lào Cai cũ lúc bấy giờ và sau khi quay trở lại để xây dựng lên tỉnh Lào Cai từ ngày tái tỉnh ấy, thì mới cảm thấy là nó rất là giá trị. Đảng toàn dân là phấn khởi và trong suốt trong lòng để xây dựng lại cái tỉnh Lào Cai của mình. Tôi thấy tự hào và tôi muốn rằng con cháu của tôi sẽ phát huy truyền thống của cha ông, tiếp tục phấn đấu để mà đưa Lào Cai ngày càng phát triển không ngừng. Đời sống của nhân dân của Lào Cai thì phát triển quá mạnh. Đi các thôn thì tôi thấy rằng là bây giờ nhà cao tầng không phải ở thị trấn mà ở trong thôn bản cũng thấy là rất là nhiều. 32 năm sau ngày tái lập tỉnh, Lào Cai đang vươn mình mạnh mẽ, xứng đáng với vị thế của một cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương của cả nước. Sự phát triển ấy đã chứng minh sự sáng tạo, nỗ lực, đoàn kết vượt khó của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Lào Cai, mang đến sức sống mới cho vùng biên cương Tổ quốc. Tối ngày 30 tháng 9 tại Sân Quần, thị xã Sapa đã diễn ra Liên hoan khiêu vũ thể thao năm 2023. Đây là hoạt động khép lại chuỗi sự kiện đặc sắc chào mừng 120 năm du lịch Sapa. Chương trình có sự tham gia của 17 câu lạc bộ khiêu vũ thể thao đến từ 10 tỉnh thành phố trong cả nước. Các câu lạc bộ đã trình diễn những tiết mục giao lưu đặc sắc lôi cuốn, các bài thi đấu sôi động đẹp mắt, vừa thể hiện tinh thần thể thao mạnh mẽ, vừa mang đậm tính nghệ thuật, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Liên hoan được tổ chức thành công đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, gắn kết mạng lưới các câu lạc bộ, đội nhóm nghệ thuật khiêu vũ trong cả nước, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của khu du lịch quốc gia Sapa. Cùng với triển khai công tác quy hoạch, thành phố Lào Cai đang tập trung huy động các nguồn lực đầu tư để phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, hướng đến các tiêu chí của đô thị loại 1. Thành phố đang triển khai rà soát các danh mục đầu tư, các dự án hạ tầng trong đô thị, đồng thời nâng cấp mở rộng mặt đường từ 6m lên 7,5m. Đối với các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở thương mại, thành phố phối hợp với các sở ngành thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu, nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án đúng tiến độ và quy hoạch được duyệt, đáp ứng tiêu chí đường giao thông đô thị có bề rộng từ 7,5m trở lên. Việc phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật sẽ góp phần đưa thành phố hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại 1 vào năm 2025. Dưới sự hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và một số bệnh viện tuyến trung ương, Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Hiện bệnh viện có 45 bác sĩ, trong đó có 3 bác sĩ chuyên khoa cấp 2, 23 bác sĩ chuyên khoa cấp 1 ở các chuyên ngành nội, nhi, ngoại, sản, tai mũi họng, răng hàm mặt. Bệnh viện đã làm chủ được nhiều dịch vụ kỹ thuật do bệnh viện tuyến trung ương chuyển giao như phẫu thuật nội soi, phẫu thuật ổ bụng, phẫu thuật sản phụ khoa, nội soi tiêu hóa chẩn đoán, các xét nghiệm chẩn đoán sớm ung thư. Thời gian tới, ngành y tế tỉnh sẽ trang bị thêm cho bệnh viện một số thiết bị phục vụ khám chữa bệnh hiện đại như hệ thống máy chạy thận nhân tạo, máy chụp cắt lớp vi tính, máy sốc điện, máy điện não đồ, đáp ứng tối đa nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Với địa hình dốc lại thường xuất hiện những điểm có nguy cơ sạt lở, xã Phìn Ngan, huyện Bát Sát luôn phải hứng chịu thiệt hại bởi lũ quét và sạt lở đất đá. Sau những mất mát lớn, cấp ủy chính quyền và người dân nơi đây đã rút ra những bài học hết sức cần thiết để đảm bảo một cuộc sống ổn định và an toàn hơn. Thôn Văn Hồ, xã Phìn Ngan. Ký ức về trận lũ lịch sử cách đây 7 năm vẫn vẹn nguyên. Giờ đây, cuộc sống của vài chục hộ dân người Dao ở khu tái định cư này thì đã tương đối ổn định. Về nơi ở mới an toàn, bà con yên tâm lao động sản xuất, nhiều hộ vươn lên khá giàu.
ruộng nương vẫn còn ở nơi ở cũ, nhưng các lều lán đã được di chuyển xuống vùng bằng phẳng, bớt nguy hiểm hơn. Nó mưa to, lũ to nó phải sợ, nó phải biến ngay luôn, biến về ở dưới thôi. Tôi có ba mẹ dọn, tôi thả trâu, một tôi thả trâu thôi, nó lô đi xem thôi. Dành tiền để mua đặng hai mẹ ở dưới này. Thôn Suối Trải, xã Phìn Ngan, đắn đo hồi lâu, nhiều lần định băng qua dòng nước, nhưng người đàn ông này đã quyết định quay về. Những người có công việc phải lên thôn cũng tạm hoãn, bởi an toàn tính mạng đã được đặt lên trên hết. Mưa to quá thì sẽ phải hoãn lịch họp thôn hoặc là sẽ lùi lại ngày hôm sau khi mà thời tiết ủng hộ hơn. Công việc khẩn cấp xảy ra thì chúng ta sẽ phải nghiên cứu con đường khác để đến với thôn. Đây là một lối đi tự mở, là con đường ngắn nhất để bà con thôn Suối Trải di chuyển xuống khu vực trung tâm xã và các xã lân cận, thay cho đường đi chính dài khoảng hơn 7 cây số và cũng là đường đất rất là khó đi. Vậy nhưng di chuyển qua khu vực này sẽ là cực kỳ nguy hiểm. Nguy cơ thì không chỉ tới từ con suối này. Thôn Suối Trải thì sẽ men theo con đường bê tông nhỏ mà chúng ta thấy ở phía bên kia và đi thẳng lên ở trên đỉnh núi. Và theo chia sẻ của chính quyền địa phương thì thôn Suối Trải có khoảng gần 40 hộ dân đều nằm trong diện nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và buộc phải di rời. Vậy nhưng ngay trong cái mùa mưa lũ năm nay thì tất cả bà con vẫn đang phải bám trụ với nơi ở cũ. Hiện nay không có vị trí để bố trí tái định cư tại chỗ. Tại thôn Suối Trải hiện nay là chúng tôi đã có 20 năm nhà tránh trú bằng khung thép. Và hiện nay có một nhóm hộ nữa là khi mưa lũ to là chúng tôi chỉ đạo là tránh trú về trường học. Biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng khốc liệt, diễn biến khó lường. Khô hạn, lũ ống, sạt lở đất liên tiếp xảy ra tại các địa phương, đòi hỏi sự chủ động trong triển khai các giải pháp ứng phó. Những bài học được rút ra sau thiên tai, nhất là sự thay đổi trong nhận thức, ý thức của người dân có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp giảm thiểu những thiệt hại mất mát do thiên tai để người dân ổn định cuộc sống, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững. Tiếp tục chương trình, Lạng Sơn dừng tiếp nhập phương tiện chở hàng vào bãi phi thuế quan. Libya và Italia nối lại các chuyến bay thẳng. Bộ Công Thương đang tập trung các giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động thương mại điện tử đạt 50%. Thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025, Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2025 thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%. Trong đó, thanh toán thực hiện qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chiếm 80%. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số đã, đang và sẽ triển khai nhiều các giải pháp hạ tầng để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành. Đặc biệt là nghiên cứu triển khai hệ thống thanh toán đảm bảo trong thương mại điện tử, hướng đến mục đích bảo vệ cả người tiêu dùng và người bán hàng khi thanh toán không dùng tiền mặt trong một giao dịch thương mại điện tử. Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn quyết định tạm dừng tiếp nhập phương tiện chở hàng hóa vào bãi phi thuế quan thuộc địa bàn xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng. Tất cả các phương tiện chở hàng hóa lên cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị hiện nay sẽ được điều tiết lên thẳng cửa khẩu. Quyết định này dựa trên cơ sở xem xét tình hình lượng phương tiện chở hàng hóa từ nội địa lên cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị để xuất khẩu đã giảm mạnh. Các bến trong khu vực đáp ứng đủ dung lượng cho các phương tiện đỗ chờ xuất khẩu. Bãi phi thuế quan thuộc địa bàn xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn dùng để điều tiết phân luồng các phương tiện chở hàng xuất khẩu vào đỗ chờ khi lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa từ nội địa đến để xuất khẩu qua các cửa khẩu. Trước đợt bùng phát virus Nipah tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã và đang thực hiện giám sát chặt chẽ người nhập cảnh. Theo đó, thực hiện giám sát 24/24 giờ người nhập cảnh tại các cửa khẩu quốc tế, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và cảng hàng hải thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện sớm các trường hợp sốt hoặc có dấu hiệu nghi ngờ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus Nipah để cách ly xử trí kịp thời, nhất là tăng cường giám sát người nhập cảnh từ các vùng đang bùng phát dịch. Virus Nipah lây truyền từ động vật sang người, từ thực phẩm bị ô nhiễm hoặc lây truyền trực tiếp giữa người với người. Đợt bùng phát virus Nipah trong tháng 9 mới đây tại bang Kerala ở miền Nam Ấn Độ đã khiến nhiều người mắc, trong đó đã có các trường hợp tử vong.
Chuyển sang những thông tin quốc tế. Sau khi được Lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành dự luật ngân sách tạm thời, qua đó ngăn nguy cơ chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần chỉ vài giờ trước thời hạn chót là nửa đêm ngày 30 tháng 9 theo giờ địa phương. Trong tuyên bố trên mạng xã hội, Tổng thống Biden cho biết ông đã ký dự luật cho phép chính phủ Mỹ duy trì hoạt động đến ngày 17 tháng 11 tới. Ông cũng khẳng định vẫn có nhiều thời gian cho các nghị sĩ thông qua dự luật ngân sách cho tài khoá 2024, và ông kêu gọi các nghị sĩ nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Trước đó, Lưỡng viện Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu liên bang sau nhiều giờ đàm phán căng thẳng, trong nỗ lực phút chót nhằm tránh viễn cảnh chính phủ phải đóng cửa một phần. Về cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn tại Slovakia, theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ ngày 1 tháng 10, cựu Thủ tướng Robert Fico đang có khả năng quay trở lại nắm quyền khi Đảng Dân Chủ Xã hội Smer của ông đang chiếm ưu thế và dẫn đầu. Kết quả từ 90,15% khu vực bỏ phiếu cho thấy Đảng Dân Chủ Xã hội Smer của cựu Thủ tướng Robert Fico đã giành được 23,69% phiếu bầu, dẫn trước Đảng Phong trào Cấp tiến Slovakia nhận được 15,68% số phiếu bầu. Tiếp theo là Đảng Tiếng Nói với 15,43% số phiếu. Cuộc bầu cử của Slovakia nhằm bầu ra 150 đại biểu tại quốc hội mới trong số các ứng cử viên từ 25 đảng phái chính trị và liên minh. Trong trường hợp không có đảng hoặc liên minh nào giành chiến thắng với đa số qua bán, Slovakia sẽ tiếp tục có một chính phủ liên minh. Sau gần một thập kỷ gián đoạn, các chuyến bay thẳng giữa Libya và Italia đã được nối lại từ ngày 30 tháng 9 theo giờ địa phương. Động thái này diễn ra bất chấp lệnh cấm bay của Liên minh châu EU áp đặt đối với các hãng hàng không Libya. Sau gần một thập kỷ gián đoạn, các chuyến bay thẳng giữa Libya và Italia đã được nối lại từ ngày 30 tháng 9 theo giờ địa phương. Động thái này diễn ra bất chấp lệnh cấm bay của Liên minh châu Âu EU áp đặt đối với các hãng hàng không Libya. Cụ thể, một máy bay thuộc sở hữu của công ty tư nhân có trụ sở tại Libya đã cất cánh từ sân bay ở Tripoli với đích đến là sân bay ở Rome. Hãng hàng không này sẽ khai thác các chuyến bay thẳng từ Tripoli đến Rome với tần suất 2 chuyến mỗi tuần. Chính phủ Libya có trụ sở tại Tripoli và được Liên Hợp Quốc công nhận, khẳng định rằng việc nối lại các chuyến bay này là một phần trong nỗ lực mạnh mẽ của chính quyền nhằm dỡ bỏ lệnh cấm vận của EU đối với ngành hàng không dân dụng Libya. Trong khi đó, Italia vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về động thái này. Thủ tướng Đức một lần nữa khẳng định chính phủ Đức này đang thực hiện biện pháp để hạn chế tình trạng di cư cao bất thường thời gian gần đây. Theo Thủ tướng Đức, số người tị nạn tới nước này hiện quá nhiều. Hơn 70% tổng số người tị nạn đến Đức chưa được đăng ký trước đó, dù gần như đều đã tới một quốc gia khác trong EU trước khi đến Đức. Thủ tướng Đức khẳng định Berlin ủng hộ bảo vệ biên giới bên ngoài EU. Trong liên minh, Đức đang tiếp tục phối hợp với Áo triển khai biện pháp an ninh biên giới bổ sung. Đức cũng thống nhất với Thụy Sĩ và Séc về các biện pháp kiểm soát biên giới chung và tăng cường kiểm soát biên giới với Ba Lan. Chính quyền Armenia cho biết hơn 100.000 người đã rời khỏi Nagorno-Karabakh, đồng nghĩa với việc hơn 80% số dân cư gốc Armenia đã rời đi kể từ khi Azerbaijan giành lại được quyền kiểm soát khu vực này. Hiện số người tị nạn vào Armenia trong tuần qua đã lên tới hơn 100.000 người. Giới quan sát cho rằng nếu toàn bộ 120.000 người sắc tộc Armenia đi theo hành lang Lachin tới Armenia, nước này có thể phải đương đầu với cuộc khủng hoảng nhân đạo. Hiện chính phủ Armenia mới chỉ phân bổ chỗ ở cho ít nhất 40.000 người. Về phần mình, chính phủ Azerbaijan tuyên bố muốn người gốc Armenia ở lại khu vực Karabakh và tái hòa nhập vào xã hội đa sắc tộc của Azerbaijan. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc thông báo sẽ cử phái đoàn đến khu vực này, chủ yếu để đánh giá các nhu cầu nhân đạo. Thưa quý vị và các bạn, chờ phiên bản lầu được họp vào thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần. Từ sáng sớm, đồng bào từ các bản làng nhộn nhịp mang các nông sản xuống chợ để bán. Những gam màu đa sắc của trang phục truyền thống, màn sương bạc núi rừng hòa quyện nhịp sống mộc mạc của người dân vùng cao, tất cả tạo nên một chợ phiên độc đáo, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Những hình ảnh phiên chợ vùng biên bản lầu sẽ có trong một khoảnh khắc Lào Cai ngày hôm nay.
Mời quý vị và các bạn đến với thông tin thời tiết trong tỉnh đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 10 năm 2023 do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cung cấp. Thưa quý vị và các bạn, do chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu, kết hợp với vùng hội tụ gió yếu trên cao, nên ngày trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Vì vậy, người dân vẫn cần hết sức cảnh giác với dạng thời tiết này. Dự báo đêm nay và ngày mai, vẫn ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-16 độ Vĩ Bắc, kết hợp với hội tụ gió Đông Nam lên đến 5.000m hoạt động yếu dần, nên thời tiết các khu vực trong tỉnh vẫn có mưa rào nhẹ vài nơi về đêm và sáng sớm, trưa chiều giảm mây trời nắng gián đoạn, vùng cao đêm về sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Thời tiết phức tạp, các loại dịch bệnh dễ phát sinh và có khả năng lây lan. Vì vậy, mỗi người chúng ta hãy nâng cao ý thức trong việc giữ gìn sức khỏe để bảo vệ bản thân trước sự phức tạp của thời tiết và dịch bệnh hiện nay. Còn bây giờ là phần dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, đêm về sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25-31 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, đêm về sáng nhiều mây, có mưa rào nhẹ vài nơi, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20-27 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25-31 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 17-21 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20-27 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.